Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trở lại với quý vị và các bạn, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái mảnh đất nằm ở trung tâm của khu công nghiệp Sông Công và khu công nghiệp Điểm Thụy. Đây là con đường lối dài giữa khu công nghiệp Sông Công và khu công nghiệp Điểm Thụy. Hướng mặt trước màn hình quý vị thấy đó là một nhà máy gạch, và hướng mặt này là ra khu công nghiệp Điểm Thụy, đường 266. Và tôi sẽ giới thiệu ở một cái ngã ba này, đi thẳng vào là một cái mảnh đất mà tôi đang muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn xem cái hướng và con đường để khi vào cái mảnh đất đó nó có được thuận tiện hay không, nó có giá trị hay không. Và bây giờ tôi đang check cho quý vị, để cho quý vị lắm được một con đường rất là rộng, ô tô tránh nhau thoải mái. Và bên trong này thì có nhà nghỉ, nhà trọ và quán karaoke, cà phê đầy đủ ở trong khu vực này. Mảnh đất này thì khi chúng ta đi vào, chúng ta mới thấy được cái giá trị của mảnh đất. Tôi sẽ dẫn quý vị đến cái mảnh đất đó. Một mảnh đất rất là tiềm năng. Khu này thì quý vị thấy là những nhà đầu tư về nhà nghỉ hay quán cà phê hay là quán ăn để phục vụ cho công nhân của các khu công nghiệp. Nằm giữa hai khu công nghiệp Sông Công và khu công nghiệp Điểm Thụy thì quý vị sẽ thấy được cái mảnh đất này giá trị như thế nào. Và con đường này thì quý vị thấy đấy, đây quán tóc, rồi thì một con đường rất rộng. Quý vị có thể thấy được rằng là một con ô tô khách 50 chỗ mà vẫn tránh nhau được. Đấy, quý vị có thể thấy được rằng là con đường thực sự là một con đường rất rộng, đúng không ạ? Tiếp theo đó thì trước mặt lại là một cái ngã ba. Và quý vị cũng có thể thấy được rằng là trước mặt là một cái ngã ba, thì một đường cũng đi ra khu công nghiệp Điểm Thụy và một đường là ra đường quốc lộ 3. Đấy, quán karaoke, cà phê quý vị có thể nhìn thấy ở đây. Và chúng ta bắt đầu rẽ sang tay phải. Ở khu vực này thì người ta làm nhà trọ rất là nhiều. Những nhà nào có đất thì người ta thường là làm nhà trọ. Từ cái ngã ba mà chúng ta ra tới mảnh đất thì thưa với quý vị là nó rất là gần. Và mảnh đất đó thì tí nữa quý vị sẽ thấy được rằng là nó tiện ích như thế nào. Từ ngã ba ra khoảng độ 300 m. Và chúng ta sẽ sắp sửa tới mảnh đất đó. Con đường thì rất là rộng, quý vị có thể thấy. Đây chính con đường rất là to. Và mảnh đất thì thưa với quý vị là một cái mảnh đất này. Đây chúng ta rẽ vào mảnh đất. Mặt tiền của nó thì rộng gần 6 m. Diện tích của cái mảnh đất này là 100 m thổ cư và 360 m đất vườn tạp. Tổng của nó là 460 m. Và tôi sẽ xuống cho quý vị xem. Đây quý vị nhìn thấy này, hai bên là toàn bộ là nhà trọ. Đấy. Và cái mảnh đất thì quý vị thấy rất là đẹp, đúng không ạ? Khang trang chưa? Đấy. Khu này thì người dân sống rất là sầm uất. Những người công nhân trọ ở đây rất đông. Tất cả các phòng trọ này đều kín luôn. Đấy, quý vị thấy quần áo người ta treo đấy thì biết là phòng trọ kín như thế nào trong cái lúc khó khăn như thế này. Cả hai bên đều là phòng trọ. Cho nên là cái mảnh đất này tôi thấy là một sự đánh giá, nếu như những nhà đầu tư nhìn vào mảnh đất này sẽ thấy rất là hấp dẫn và có rất nhiều tiềm năng để phát huy cái mảnh đất này. Quý vị sẽ thấy được mảnh đất rộng chưa?
mảnh đất rộng bát ngát. Những mảnh đất như thế này thì hiện nay ở khu vực này sẽ rất khó có thể tìm được. Và mảnh đất này thì cũng xin chia sẻ với quý vị là chúng tôi đưa ra cái giá là 2 triệu rưỡi trên 1 mét vuông. Và con đường giải nhựa đây, đường nhựa nhé quý vị, chứ không phải đường bê tông đâu. Và quý vị sẽ thấy được rằng là trước mặt này là khoảng 100 mét là ra tới đường quốc lộ 3. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu xung quanh cái chỗ này để cho quý vị nắm được. Đây là cái dãy nhà trọ. Quý vị nhìn thấy là những nhà trọ này thì đều đã kín hết phòng. Đấy, đấy là cái mà chúng tôi chia sẻ hết sức thật lòng. Đấy, quý vị thấy giá trị chưa? À, xung quanh đây thì toàn bộ là nhà trọ. Đấy, bởi vì cái khu này nó nằm chính trung tâm của hai khu công nghiệp, cho nên là công nhân rất là đông. Bây giờ là vào buổi chiều, cho nên là công nhân đi làm hết rồi. Đấy, tôi sẽ check cho quý vị xem mảnh đất rất là tiềm năng như thế này. Đấy, quý vị sẽ nhìn tổng thể. Quý vị nhìn thấy rộng chưa? Toàn bộ là ra đến cái bờ tường ấy. Đấy, tất cả cái đất vừa mới đổ của chúng tôi đổ vào cho nó vuông thành sắc cạnh như thế này, để cho quý vị thấy được rằng là cái mảnh đất này là một cái mảnh đất nó như thế nào, đúng không ạ? Đấy, đằng sau là một cái mương. Đây, quý vị nhìn thấy cái mương này. Đấy, đằng sau là một cái mương. Chúng ta sử dụng ở đây, chúng ta sẽ thấy được cái tiện ích khi mà nó có một cái mương thoát nước. Chúng ta sử dụng ở đây thì nó rất là phù hợp và rất là tiện. Đấy, toàn bộ cái mảnh đất này mà nhìn ra, quý vị có thấy cái xe ô tô không ạ? Chúng ta đứng ở đây, chúng ta nhìn thấy cái xe ô tô nó rất là nhỏ. Vậy thì cái mảnh đất này quý vị thấy nó có to không ạ? Nó có lớn không ạ? Đây chính cái con đường nhựa mà tôi đang nói là khi mà quý vị nhìn ra cái mặt đằng trước này này là một cái chợ cóc và cái đường quốc lộ. Đó chính là đường quốc lộ 3. Và xung quanh đây thì quý vị thấy là toàn bộ là nhà trọ này. Đấy, chủ yếu là nhà trọ, nhà dân người ta xây để cho công nhân ở hai khu công nghiệp thuê trọ ở đây. Những cái phòng trọ ở đây thì cũng thưa với quý vị là nó từ 800 cho đến 1 triệu là phòng khép kín. Đấy, vâng. Và sau bây giờ tôi sẽ lên xe và sẽ đi ra cái đường quốc lộ 3 cho quý vị thấy nó gần như thế nào. Ở đây chúng ta đã nhìn thấy đường quốc lộ 3 rồi, đúng không ạ? Những con ô tô đi qua, quý vị nhìn thẳng về hướng đằng trước, quý vị sẽ thấy đây, chúng ta đi chỉ có 100m thôi là ra đường quốc lộ 3. Đấy, quý vị thấy chưa? Và ở đây thì rất là nhiều cái giá trị hay là khi công nhân ở đây ấy, thì nó có một cái chợ cóc ở đây này. Ở đầu này nó có một cái chợ cóc, cho nên là công nhân khi đi làm về ấy, là ra đây mua bán rau cỏ, thịt cá là rất là thuận tiện. Đây quý vị nhìn đây thì quý vị sẽ thấy ngay được. Đây là tôi giới thiệu trực tiếp cho quý vị thấy. Cái lúc này ấy, thì là đang ở cái lúc buổi chiều, cho nên là công nhân nó chưa phải là giờ làm việc về, cho nên là nó vẫn còn thưa. Và đến tầm khoảng độ 5-6 giờ chiều thì cái chỗ này sẽ tắc đường, không bao giờ chúng ta có thể đi ô tô được con đường này. Và chúng ta chỉ đi cái con đường vừa lấy chúng tôi đi vào thôi. Đấy, quý vị nhìn thấy người ta bày bán ở hai bên đường. Tức là cái con đường này nó rất là rộng, nhưng mà do là những người dân người ta ra đây người ta bày bán, người ta phục vụ công nhân, phục vụ những người ở trọ ở đây, cho nên là với lại những người mà ở gần đây, cho nên là hai con đường đó thì người ta bày những cái sạp thịt, sạp cá, rau củ quả, cho nên là con đường nó mới còn hẹp như vậy. Chỉ có ô tô thì vẫn đi bình thường. Đây chính là ra cái ngã 3 của đường quốc lộ 3, quý vị thấy gần không ạ? Và từ đây chúng ta lên tới cái ngã 4 thì nó lại rất là gần, cũng chỉ cách nhau có 100m thôi. Đây quý vị thấy ngã 4 này, đèn xanh đèn đỏ, một đường đi ra khu công nghiệp Điểm Thụy.
một đường đi Thái Nguyên và một đường đi ra khu công nghiệp của Sông Công. Tôi sẽ dẫn các bạn đi luôn cho các bạn ngắm được cái vị trí tại sao là tôi nói cái khu đất đó là một khu đất rất tiềm năng. Chúng ta làm nhà trọ, nhà nghỉ và chúng ta làm những cái khu nhà vườn hay là chúng ta mua để đầu tư kinh doanh cũng rất là thuận tiện. Đây là một cái ngã tư rất lớn, có thể được đánh giá là lớn nhất ở Sông Công. Đấy. Và chúng ta sẽ rẽ tay trái để chúng ta hướng về thành phố Sông Công và chúng ta hướng về toàn bộ cái khu này là khu công nghiệp. Đây quý vị thấy trước mặt này, toàn bộ là nhà máy, hai bên đường là nhà máy hết. Đây quý vị nhìn thấy, quý vị sẽ nắm được, đúng không ạ? Toàn bộ đây là nhà máy. Thì quý vị thấy được rằng là tại sao tôi nói là cái mảnh đất đó là một trong những cái mảnh đất được đánh giá là cực kỳ tiềm năng. Những người nào mà đầu tư đất thì quý vị sẽ thấy được cái giá trị của mảnh đất đó. Đấy. Nhà máy thì hai bên đường thì quý vị thấy rồi, đúng không ạ? Tôi đi trên xe này thì tôi không muốn là đứng lại giới thiệu cho quý vị từng nhà máy một. Tôi chỉ giới thiệu cho quý vị là xung quanh hai bên đường này là đều là nhà máy. Thì quý vị sẽ nắm được rất rõ là đã có nhà máy thì bắt buộc phải có công nhân, đúng không ạ? Chứ không thể chúng ta xây dựng nhà máy lên mà chúng ta bỏ trống bỏ hoang được, đúng không ạ? Và chúng ta đi thẳng về cái vế đằng này thì chúng ta sẽ tiếp tục lại thấy toàn bộ ở đây là nhà máy này. Và ra đến đầu này thì chúng ta lại tiếp tục đây, những nhà máy đây, quý vị thấy không? Giá trị chưa? Đấy. Rồi thì khu nhà máy may ở đầu này. Và đầu này cũng có một cái chợ cóc nữa. Tôi thì tôi đánh giá, tôi gọi nó là chợ cóc bởi vì người ta bán thì nó là gần như là chợ tự phát. Cứ khu nào mà đông dân cư thì người ta sẽ buôn bán rất là nhiều để phục vụ công nhân, chủ yếu là phục vụ công nhân. Đây chính là cái khu mà tôi đang nói đến, đó là một cái công ty may. Đây quý vị thấy này, bên tay trái là công ty này, bên tay phải thì chúng ta được đánh giá gọi là một cái chợ. Đấy quý vị nhìn, tầm này thì công nhân chưa về. Tầm này thì công nhân chưa về cho nên là nó vẫn còn thưa. Đến cái tầm 6 giờ công nhân nó về thì con đường này tắc kín luôn, chúng ta không thể đi được. Đấy. Quý vị có thể thấy được rằng là đối với chúng tôi ấy, thì chúng tôi mong muốn là khi chia sẻ cho quý vị nó phải thực tế. Còn quý vị nắm bắt được cái cơ hội như thế nào đó chính là tùy quý vị, định hướng của mỗi người, đúng không ạ? Còn những cái mảnh đất mà chúng tôi mong muốn là giới thiệu cho quý vị, để cho quý vị tìm hiểu, để cho quý vị đánh giá, cũng như là những người nào mà muốn đầu tư đất để sinh lời, thì những cái mảnh đất đó là mảnh đất cực kỳ tiềm năng. Và tôi cũng xin rất là cảm ơn quý vị khi đã quan tâm theo dõi đến cái chương trình mà tôi giới thiệu. Nếu quý vị nào mà thấy hay, hãy đăng ký kênh cho tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.